Còn đây nó đang chạy đĩa này nha, thì mình ấn chỉ cần ấn monitor phát à. Em sẽ cố quên. Thì nó có 3 cổng vào. Đây này, đây mình đang quát 1 mà. Đây quát 2 thì mình chưa cắm. Thì nó sẽ báo chưa cắm. Đây là tôi quát 1. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến. À cái này là tua này. Thì đây chẳng qua mình tự dưng mình ấn sang chế độ này. Còn đây là đây là em kể cả mình ra đĩa này mình không dùng đĩa, tóm lại cứ ấn đây cái là tất cả tâm hồn em đến với anh với tất cả trái tim đây ra khắp quang mà. Đây, nó chạy gấp quang vào đây. Đây nó. Đây là đằng sau nó dùng đây này. Đây là mình đường. Đây là đường ra nó để xuống